Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà. E cơn thịnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng? Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử Ngài tại Ma-sa. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy, ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Về ngày sau, khi con ngươi hỏi ngươi rằng, các chứng cớ, luật lệ và mạng lệnh này là chi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha? Thì hãy đáp rằng, chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn tại xứ Ai Cập, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ mà hại xứ Ai Cập, Pharaon và cả nhà người. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta để ban cho chúng ta. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ này, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay. Và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta y như Ngài đã phán dặn vậy. Chương 7. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-sít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Jebusit, tức bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng
và cũng đừng thương xót lấy. Ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần Asera và đốt những hình chạm của chúng nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật, số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy về Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pharaon, vua xứ Ai Cập. Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Nếu ngươi nghe các luật lệ này và gìn giữ làm theo, thì đối cùng ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân. Nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bệnh lìa xa ngươi. Và những bệnh lây của xứ Ai Cập kia mà ngươi đã biết, thì Ngài sẽ chẳng giáng cho ngươi đâu, nhưng giáng cho những kẻ nào ghét ngươi. Vậy, phải diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó cho ngươi. Mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó và đừng hầu việc các thần họ, vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. Nếu ngươi nói trong lòng rằng, các dân tộc này đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được, thì chớ sợ. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pharaon và cả xứ Ai Cập, tức là những sự thử thách lớn lao mắt ngươi đã thấy, những dấu kỳ phép lạ, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cậy lấy, đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đãi như vậy các dân tộc mà ngươi sợ hãi đó. Vả lại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ sai những ông lỗ đến hại chúng nó, cho tới chừng nào những kẻ đã thoát khỏi và trốn núp bị diệt hết trước mặt các ngươi. Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi. Ngươi không thế diệt chúng nó mau, e những thú rừng thêm nhiều lên mà hại ngươi chăng. Song Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó chúng nó cho ngươi và khiến cho sa vào sự kinh hoàng dữ dội cho đến chừng nào chúng nó bị diệt mất. Ngài sẽ phó các vua chúng nó vào tay ngươi. Ngươi phải xóa danh các vua đó khỏi dưới trời. Chẳng còn một ai chống cự trước mặt ngươi cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó. Các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy. E ngươi phải mắc bẫy chăng, vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng đáng bị diệt như nó. Khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt. Chương 8. Hãy cẩn thận, làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi
để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó, ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi, ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và không khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bọt cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thi Thiên 59. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, bảo hộ tôi khỏi những kẻ dây nghịch cùng tôi. Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết, vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi. Đức Giê-hô-va ơi, những người mạnh dạn nhóm hiệp nhau nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. Mặc dù tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh. Xin Chúa hãy tỉnh thức, hãy giúp đỡ tôi và hãy xem xét. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy trỗi dậy để thăm viếng các nước, chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác. Buổi chiều, chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chửi, những gươm ở nơi môi chúng nó, vì chúng nó rằng có ai nghe đâu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó và nhạo báng các nước. Bởi có sức lực nó, tôi sẽ ngửa trong Chúa, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi. Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi. Hỡi Chúa là cái khiên đỡ chúng tôi, chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng. Hãy dùng quyền năng Chúa mà tán lạc và đánh đổ chúng nó đi, vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra. Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình. Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó,
khá tiêu diệt đi, hầu cho chúng nó không còn nữa. Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp cho đến cùng đầu trái đất. Buổi chiều chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Chúng nó đi đây đi đó đặng kiếm ăn, nếu không được no nê thì sẽ ở trọn đêm tại đó. Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa. Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi sẽ ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. Chương 38. Shephatia, con trai Ma-thang, Gedalia, con trai Pha-su-rơ, Yukan, con trai Shelemia và Pha-su-rơ, con trai Mankia, cùng nghe những lời Jeremy giảng trước mặt cả dân chúng rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ai ở lại trong thành thì sẽ bị chết bởi gươm dao, đói kém hoặc ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống, được sự sống của nó như được của cướp, thì nó sẽ sống. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Thành này chắc sẽ bị phó vào tay đạo binh vua Babylon, nó sẽ chiếm lấy. Các quan trưởng tâu cùng vua rằng: Xin hãy sai giết người này, vì nó nói những lời dường ấy, làm cho tay của lính chiến ở lại trong thành và của cả dân sự ra yếu đuối, vì người này không tìm sự cứu thoát cho dân, nhưng tìm sự hư hại. Vua Sê-đê-kia đáp rằng: Này, nó ở đây, nó ở trong tay các ngươi, vì vua không nghịch cùng các ngươi được. Họ bèn bắt Giê-rê-mi và quăng người xuống hố của Man-ki-gia con trai vua. Hố ấy ở trong hành lang lính canh. Họ dùng dây mà thả Giê-rê-mi xuống. Hố không có nước, chỉ có buồng. Giê-rê-mi bị lút dưới buồng. Ebed-melet người Ê-thi-ô-pi làm hoạn quan trong cung vua, nghe người ta quăng Giê-rê-mi xuống hố. Vả, bây giờ vua đang ngồi tại cửa Benjamin. Ebed-melet từ trong cung vua đi ra và tâu cùng vua rằng: Muôn tâu chúa tôi, những người này đãi tiên tri Giê-rê-mi cách như vậy, vả lại quăng người xuống hố là ác lắm. Người sẽ chết đói tại đó, vì trong thành không còn có bánh nữa. Vua bèn truyền cho Ebed-melet người Ê-thi-ô-pi rằng: Hãy từ đây đem 30 người đi trục tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố trước khi người chưa chết. Ebed-melet đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó, người lấy dẻ và áo cũ, dùng dây dòng xuống dưới hố cho Giê-rê-mi. Ebed-melet người Ê-thi-ô-pi nói cùng Giê-rê-mi rằng: Hãy để dẻ và áo cũ ấy trên dây, lót dưới nách ông. Giê-rê-mi làm như vậy. Họ bèn dùng dây kéo Giê-rê-mi lên khỏi hố, rồi Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh. Vua Sê-đê-kia sai tìm tiên tri Giê-rê-mi và đem người riêng ra tại nơi cửa thứ ba của nhà Đức Giê-hô-va. Vua nói cùng Giê-rê-mi rằng: Ta có một điều hỏi ngươi, chớ giấu ta gì hết. Giê-rê-mi bèn tâu vua Sê-đê-kia rằng: Nếu tôi tỏ cho vua điều ấy, vua há chẳng giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-kia thề cách kín cùng Giê-rê-mi rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã làm nên linh hồn này cho chúng ta, ta sẽ không giết ngươi và không phó ngươi trong tay những người đòi mạng sống ngươi. Giê-rê-mi bèn tâu cùng Sê-đê-kia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Nếu ngươi ra hàng đầu các quan trưởng của vua Babylon thì ngươi sẽ được sống, và thành này sẽ không bị đốt bằng lửa. Ngươi sẽ sống với cả nhà mình. Nhưng nếu ngươi không ra hàng đầu các quan trưởng của vua Babylon thì thành này sẽ phó trong tay người canh đê, họ sẽ dùng lửa đốt đi, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ. Vua Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: Ta e người Giu-đa đã hàng đầu người canh đê sẽ phó ta vào tay chúng nó, và ta mắc phải chúng nó chê cười chăng? Giê-rê-mi thưa rằng: Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống.
Nhưng nếu vua không khứng đi ra, thì này là lời Đức Giê-hô-va có tỏ cho tôi: này, hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị dắt đến cùng các quan trưởng của vua Babylon. Những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng: những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng. Đoạn chân vua đã nhúng trong buồn thì chúng nó trở lui đi. Hết thảy cung phi hoàng tử vua sẽ bị điệu đến nơi người canh đê, còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng nó, nhưng sẽ bị tay vua Babylon bắt lấy, và vua sẽ làm cho thành này bị đốt bằng lửa. Bây giờ Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: chớ cho ai biết mọi lời này thì ngươi sẽ không chết. Nếu các quan trưởng nghe ta đã nói cùng ngươi, đến cùng ngươi mà nói rằng: hãy thuật lại cho chúng ta những điều ngươi nói cùng vua và vua nói cùng ngươi, chớ giấu chúng ta thì chúng ta không giết ngươi. Ngươi khá trả lời rằng: tôi đã cầu xin vua đừng khiến tôi về trong nhà Jonathan, kẻo tôi chết ở đó. Các quan trưởng đến tìm Giê-rê-mi và gạn hỏi: người dùng những lời vua đã truyền mà đáp lại cùng các quan. Họ bèn thôi nói với người vì không ai biết việc đó. Giê-rê-mi ở nơi hành lang lính canh như vậy cho đến ngày Jerusalem bị lấy. Khi thành bị lấy, người vẫn còn ở đó. Chương 39. Năm thứ 9 về đời Sê-đê-kia vua Giu-đa, tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon đến với cả đạo binh mình vây thành Jerusalem. Năm thứ 11 về đời Sê-đê-kia, tháng 4, ngày mồng 9, thành bị vỡ. Hết thảy các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nergal-Sharesh, Shamgar-Nebo, Sha-shekim làm đầu hoạn quan, Nergal-Sharesh làm đầu các bác sĩ cùng các quan trưởng khác của vua Babylon. Sê-đê-kia vua Giu-đa cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy, liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm theo con đường vườn vua, do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo và đuổi kịp Sê-đê-kia trong đồng Jericho, thì bắt và đem về cho Nebuchadnezzar vua Babylon tại Ribla trong đất Hamat. Tại đó vua bị Nebuchadnezzar đoán xét. Vua Babylon giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. Đoạn khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon. Người canh đê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự, phá tường thành Jerusalem. Nebusa-adan làm đầu thị vệ, bắt những người dân còn sót lại trong thành và những kẻ hàng đầu cùng dân sót lại trong đất đem về làm phu tù bên nước Babylon. Còn như những kẻ nghèo khó không có sản nghiệp chi hết thì Nebusa-adan làm đầu thị vệ để chúng nó lại trong đất Giu-đa. Cùng một lúc ấy, người cấp cho chúng nó những vườn nho và ruộng. Nebuchadnezzar vua Babylon truyền lệnh cho Nebusa-adan làm đầu thị vệ về việc Giê-rê-mi rằng: hãy đem người đi, săn sóc người và đừng làm hại, nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người. Nebusa-adan làm đầu thị vệ, Nebushaban làm đầu hoạn quan, Nergal-Sharesh làm đầu bác sĩ và hết thảy các quan tướng của vua Babylon sai tìm Giê-rê-mi trong hành lang lính canh, rồi trao người cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, đặng đưa người về trong nhà. Người bèn ở giữa dân sự. Khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành lang lính canh, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người như vậy: ngươi khá đi và bảo Ebed-Melet người Ethiopi rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, đến ngày đó ta sẽ làm ra trước mặt ngươi mọi lời mà ta đã phán nghịch cùng thành này, cho nó mang họa và chẳng được phước. Đức Giê-hô-va phán: nhưng trong ngày đó ta sẽ giải cứu ngươi, thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ, vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật. Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm, ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của cướp, vì đã để lòng trông cậy trong ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con.
thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.